Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới ngày lễ July 4 lễ lớn ở trên Hoa Kỳ. Trong lúc này, nhiều người ở trên Hoa Kỳ và những chỗ sân bay đang sửa soạn cho những gì xảy ra kế tiếp. Tôi mới trải qua trải nghiệm rất là tồi tệ. This week, 3, Trong tuần này, có khoảng chừng 3.000 chuyến máy bay đã cancel. So Ngay bây giờ, nó khác hồi trước rất là nhiều, cô ta nói. Tuesday, the most earlier... Mới vừa thứ ba vừa qua, hãng American Airlines cancel rất là nhiều chuyến máy bay. Week, Blaming... Ở lúc đầu tuần thì Delta cancel nhiều chuyến. Delta thì đổi thừa tại vì thiếu người làm và cũng cộng thêm mưa bão xảy ra nữa. Hãng Delta gửi cho những cái người bay vào cuối tuần qua một cái email như vậy. Dạ, họ đưa ra, họ nói trong lúc này sẽ đang bị lộn xộn. Họ sẽ cho mọi người có thể rebook, trả lại một lần nữa, đổi chuyến máy bay, không có chạc thêm tiền. Một cái chuyện xảy ra lớn, đó là tất cả những hãng máy bay ở trên Hoa Kỳ. Nói là không có đủ người lái like máy bay. Không có đủ người lái máy bay theo cái luật trình mà họ đưa ra. Hồi lúc trước có rất là nhiều người lái máy bay đã xin về hưu lúc đó là có đại dịch xảy ra. Mới vừa đây của đài NBC phỏng vấn một người chức trách nói về chuyện này. Đây là ông Pete Buttigieg, ông nói về chuyện này. Ông nói hãng máy bay có nhiệm vụ phải làm tốt thêm về chuyện này. Hãng máy bay đã nhận được 50 billion dollar cái tiền thế mà của người dân cho hãng máy bay trong lúc đại dịch. Giống như nhiều lúc chúng ta nghe được nói là không có đủ những người lái máy bay. À, bị à, trục trặc vấn đề này, vấn đề kia, về chuyện này, làm cho nhiều chuyến máy bay bị cancel hoặc là bị chậm trễ. Những chuyện đó đáng lẽ không nên xảy ra. Tại vì chúng tôi đây giúp đỡ cho hãng máy bay rất là nhiều tiền để cho giải quyết những chuyện đó hồi lúc trước tới bây giờ. Hiện tại hãng máy bay họ đưa ra họ nói họ chấp nhận là họ không có đủ người lái máy bay. Và họ đổi thừa là FAA không có đủ người chỉ dẫn cho máy bay đáp lên đáp xuống. Giống như riêng ở bên Florida, số người đi rất là nhiều đã tăng lên rất là khủng khiếp, khoảng chừng 100% số người đi trên phi trường ở bên Florida. Ở bên đó, bất cứ chỗ sân bay nào cũng đông nghẹt người đi hết. Hiện tại, FAA nói họ đang tìm những cái người chỉ dẫn về máy bay lên xuống ở bên Florida. Trước khi về cái đại dịch xảy ra, về những chuyến bay trên Hoa Kỳ mà cancel là dưới 2%. Năm nay là đã tăng lên 3.5%. Hãng máy bay họ chấp nhận họ bức quá nhiều hơn cái con số mà họ có để mà vận chuyển cho người ta đi. Hiện tại chỗ nào cũng đang bị ảnh hưởng về cái chuyện không có đủ người làm, không có đủ đồ dụng cụ để làm. Chỗ nào cũng đưa ra nói bị đủ loại mưa bão gì đó xảy ra. Nói như vậy hẩm rài, rất là khó chịu. Cấp tới đây vào bữa thứ sáu, hãng Delta và hãng United Airlines, họ sẽ cắt thêm nhiều chuyến bay nữa. Có khoảng chừng 50 chuyến máy bay, bay cắt từ New Corp. Hãng Delta thì cắt đi khoảng chừng 100 chuyến bay từ đây cho tới tháng 8 ngày 7 Tây. Đối với nhiều cái sân bay nhỏ ở trên Hoa Kỳ nó càng ngày tồi tệ thêm. Có nhiều sân bay là họ cắt đi hết tất cả những service của họ. Đây là ngay cái chỗ này là quy sân bay bên Pennsylvania. Đây là bị ảnh hưởng nhiều người nghỉ về hưu đây là tình trạng xảy ra nó cũng đúng lúc trong lúc này cho nên làm lộn xộn lên hết. Hiện tại không có gì thay đổi về cái chuyện về hưu 65 tuổi, đó là những người lái máy bay. Hiện tại cái bây giờ hãng máy bay họ đang nhận người và họ đang tập giật cho những người lái máy bay mới có lẽ là thêm cả năm nữa trở lên lúc đó thì mới đủ trả lời